nuôi nhiều mèo có cực hay không. Cái video này thì bạn nào đang ăn cơm thì khoan hãy coi nha, chừng nào không có ăn cơm thì coi, tôi nói trước rồi đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây cho mọi người xem. Đây, cái cảnh này là mình chưa có dọn dẹp nha. Mỗi ngày tôi phải dọn những thứ như sau. Đây, bốn đứa nhỏ và một con mèo lớn. Nó ị một đống phân đây, ý là nó đã chôn lại rồi đó. Chỉ một đêm thôi mà phân còn ở trên, tức là nó không còn chôn được nữa. Đó, bao nhiêu đó phân đó. Rồi mở cửa cho nó ra nè. Đó, còn nhỏ mà ị bao nhiêu đây phân, lớn lên sẽ gấp đôi gấp ba nha. Ý là chỉ mới có 2 tháng thôi. Con khè vừa thấy mở cửa là chui vô liền. Cỡ này con khè nó bị nghiện cái mùi mèo con, hay là nó nghiện vô cái chuồng này nha. Trong khi cái thau phân một đống luôn, nó vẫn nằm trong này nó hửi phân chơi vậy đó. Những con mèo nó đi ị phân gắn chắc thì nó sẽ không có hôi bằng phân lỏng nha. Con mèo mà đi phân lỏng mà thôi, nó hôi khủng khiếp luôn. Mỗi ngày mình đều vô đây, đứa nào mà đi phân lỏng thì mình phải cho nó uống men tiêu hóa nha. Đi phân lỏng quá 2 ngày là coi chừng tụi nó có bệnh đó. Rồi khi thả ra nè, chạy ra kiếm đồ ăn liền luôn. Cái này là hạt hôm qua rồi, còn cơm nè, cơm với gan. Đó, vậy là mấy đứa này nó đâu chịu ăn cơm với gan đâu. Cái món này là má tôi trộn nha. Vậy là mấy đứa này nó không có ăn cơm với gan, nó chỉ ăn thịt bằm, thịt luộc, cá, pate. Đó, cơm này là má tôi bá trộn riêng. Rồi một hồi tôi cho ăn tôi trộn riêng. Cái điều này là có mình con mèo ăn hả? Mấy đứa này nó đâu biết ăn đâu. Thì thôi mình phải trộn pate cho nó ăn, hay là trộn cái gì đó cho tụi nó ăn đó nha. Nó không có quen ăn cái món gan với cơm. Coi cái tướng con quạo kìa, nhìn cái đuôi của nó kìa, nó dẹo qua dẹo lại, còn dẹo hơn con ngầu nữa. Mỗi con có tướng đi khác nhau nha. Bữa nào mình sẽ làm video tướng đi của từng con. Mà nếu làm video cái tướng đi đó thì nó lâu lắm, mình phải canh mới được. Khi nào mà có cơ hội tôi sẽ ra video cái tướng đi của từng đứa nha. Cái tướng của con Miu nó cũng hơi đơ giống khế nha mọi người. Con quạo này cái tướng đi rất là nhẹ nhàng nha. Và đại ca thì khỏi nói rồi, cái tướng nó là siêu cục mịch luôn á. Còn đây thao cát dành cho mèo bự. Sáng nay trời mưa không có đem ra phơi nắng được. Cái thao cát nó tiểu nhiều là nó sẽ ướt như vậy nè. Vô là thấy khai liền luôn. Đó, cái nhà mèo mà chưa dọn là như vậy đó. Mà bữa nay có vẻ là không có quậy nhiều nè. Những cái ngày nó quậy nhiều là thôi, gác đủ thứ hết. Nhất là quỷ khế chuyên gia tha lá cây để vô nhà. Coi khế thúi kìa, nằm rất là sang chảnh luôn nha. Ôi chàng ơi, cái chung cư nó mục dữ lắm rồi nè. Mà cái thằng này nó không biết sợ là gì luôn nha. Coi nè. Trời ơi, người ta lắp chung cư của nó mà nó ngồi ngáp tỉnh bơ luôn á. Khế này cái vỏ công của nó chắc lên tới cái mức thượng thừa nha bà con. Ở trên cao như vậy mà không biết sợ té luôn. Cái đít nó nằm lên một cái hay cái gỗ nó muốn lún xuống luôn rồi kìa. Giả mang chưa. Coi nó phóng xuống kìa. Tôi nhìn nó phóng mà tôi run giùm nó luôn. Ghê thiệt. Rồi cái cửa bước ra sân này đóng lại hoàn toàn luôn, không cho con nào ra hết. Để con mèo vàng cục đuôi ở ngoài này nè. Rồi tôi mới mở cái cửa bên hông này nè. Hôm qua tôi mở cửa rộng lắm, sáng ra có thể mưa bão mà sao nó khép lại đó nha. Hôm qua là tôi mở ra tôi đẩy rất là mạnh luôn á, tại cái dây leo nó bám vô cái cửa quá trời. Bởi vậy á, làm cái sân này là phải dọn dẹp cây cỏ, chứ không dọn dẹp mà dây leo nó leo một cái là bít hết trơn nguyên cái chuồng này luôn thì đâu có phơi nắng được. Rồi cái gì vậy? Đòi ra ngoài sân chơi đó, rất là muốn ra ngoài sân cỏ luôn. Mà thôi, nghe dự báo thời tiết sắp có bão lớn rồi, cho nên cái cửa này sẽ đóng lại, không cho con nào ra ngoài hết. Trời mưa ướt nhẹp, chạy ra ngoài dặm, bước vô nhà dặm dơ cái nhà luôn. Giữa trời mưa với trời nắng thì tôi khoái trời nắng hơn. Tại vì nắng tụi nó có thể ra sân phơi nắng nè, và tiêu diệt vi khuẩn trong người của nó. Còn trời mưa nè, mới nguy hiểm đó. Vi khuẩn nè, ẩm mốc nè, mà chưa kể gắn gít nó bò vô nữa. Thôi bây giờ không tỏ luôn cái cửa này. Cũng hên là hồi lúc đó tôi làm hai cái sân đó, ở trong là sân xi măng, ở ngoài là sân cỏ. Bây giờ trời mưa này là không có cho ra ngoài sân cỏ luôn. Nó vừa mang đất cát vô nhà nè, vừa bắt gắn vô nè. Cái mùa này đảm bảo với mọi người, gắn gít nó nhiều dữ lắm, nó sẽ bò vô nhà luôn. Còn cái chung cư nè, nó mục hết trơn rồi. Có điều nó chưa có bị nát thôi nha. Khi nào cái chung cư này nó nát thì tôi sẽ mua chung cư mới. Rồi giờ để mở cửa ra nha. Đó, mở cửa nguyên đám dí nha. Canh me đó, canh me để mà ra ngoài đó. Thôi tụi bay đừng có mơ, bớt mơ lại nha. Vô. Cái tụi này nó gian xảo lắm, nó canh
nó dọn ra nhanh lắm nha mọi người, nhưng mà nó không nhanh bằng tôi. Nguyên đám kéo ra luôn kìa. Nó nhìn thấy tôi bước ra đây là đứa nào cũng muốn ra theo chân nha. Ra không được là tức lắm. Đó, tìm cách thiều ra thấy chưa. Mà cái cửa này nó nặng lắm, khó thiều lắm nha, không có dễ đâu. Mèo con ra thì được đó. Bởi vậy cũng sợ mèo con ra lắm nha. Bây giờ phải phong tỏ ở ngoài này trước đi, rồi mèo con tính sao. Đó, hôm qua tôi mở cửa rất là rộng luôn. Nè, rồi có thể dây leo này nó kéo vô hay sao, hay là giông gió thổi vô á. Làm cái hàng rào này mà không có làm cỏ là trong vòng 1 tháng thôi, chắc chắn là nguyên cái này bít hết trơn luôn, thành một cái nhà màu xanh cho mèo luôn đó. Với cái cửa này là tôi tính nó cho xe tải chở các xe nhà đi qua cái cửa này, để tụi nó đi vệ sinh qua các xây dựng nha. Nhưng mà chịu không nổi, ho dữ lắm, thà là cho nó đi tiểu ở ngoài đất này nó còn đỡ hơn nha. Chứ xài các xây dựng nó nhiều khi gió thổi nó bay vô nhà, đá lông mèo rồi mà còn cát nữa, thôi nó dơ kinh khủng luôn. Nếu nhà nào mà nuôi chỉ có 1-2 con mèo hoặc là 3 con, có thể xài các xây dựng cho đỡ tốn tiền được. Hồi đó tôi cũng xài các xây dựng vậy, không có đủ tiền mua cát thì mình xài các xây dựng bình thường. Mà khi con mèo nó quá đông đó, mà nó ỉ trong các xây dựng là rất là dơ. Tại vì hết con này con kia nó dẫm đạp lên rồi nó vô nhà nó chay. Do đó cho tụi nó đi tiểu ở ngoài cái sân cỏ này, còn đi ỉ thì trong thao cát. Có điều kiện thì mua cát, còn không có điều kiện thì xài các xây dựng bình thường. Còn bên trong này cho mọi người xem cái cảnh nhà mèo chưa có dọn dẹp. Hồi đó tới giờ tôi quay là cái cảnh dọn dẹp rồi, nhìn rất là bóng lón, rất là đẹp đẽ, ai nhìn cũng khoái hết. Nhưng mà khi nuôi nhiều mèo thì mình không có tránh khỏi cảnh này đâu. Khi bước vô phòng là cái mùi khai nước đáy mèo là hắt lên đầu tiên, sau đó là mùi phân. Mùi phân nó ít hơn, tại vì cái cát này nó có khử mùi, mà mỗi khi nó đi xong cái nó biết chôn lại, do đó nó không có thối nhiều nha, nó có khai nhiều thôi. Chỉ có người nào mới nuôi mèo sẽ không có quen đâu, còn cái người nuôi nhiều mèo như tôi cái mùi này là chuyện bình thường, nó quen rồi. Sợ nhất là mấy cái ngày trời ẩm trời mưa đó, cát này đâu có phơi nắng được đâu, nhiều khi khai quá thì phải bỏ luôn, nó tiểu trong cát đó, ướt nguyên thau cát luôn. Thường đem cái thau ra ngoài sân này nè, mà cái thời tiết này là không có miếng nắng nữa. Hai cái chổi phơi hôm qua giờ chưa khô luôn nè, vừa phơi xong mưa xuống ướt nữa, giờ cái nhà đâu có gì để quét đâu. Con mèo cái lông của nó rụng rất là nhiều nha, nó rụng nhiều hơn lông chó nha, mà cái lông con mèo nó nhỏ xíu à, nó li ti, nhiều khi nó ra đây nè, nó gãi này gãi nọ, lông của nó có thể bay ra ngoài được nha. Còn ở trong nhà nó gãi là nhiều khi vô mà hút bụi á, một đống lông mèo luôn. Người nào lần đầu nuôi mèo có thể bị dị ứng nha. Tôi cũng vậy thôi, hồi đó mới nuôi mèo hả, tay chân mình mẩy nó nổi đỏ 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 vậy đó, giống như là nấm mèo vậy đó. Mà nó nổi như vậy á, kéo dài khoảng chừng 3 tháng đó nha. Rồi mình kệ nó luôn, nó nổi thì kệ, nó không có gãi gì hết trơn á, coi như là không có nó xuất hiện. Vậy mà từ từ hết nha mọi người. Qua năm này năm nọ giống như nó thích nghi luôn, quen luôn. Giờ tay chân tôi không có dính gì hết trơn, lâu lâu bị mèo cào thôi chứ không có còn nổi bất cứ cái gì luôn nha. Nó ngộ vậy đó. Chứ hồi đó nuôi mấy con này là nghĩ là chắc bị mấy cái này bị luôn rồi, mà ai dè hết. Do đó người nào mới nuôi mèo mà có bị nổi cái này cái kia đó, mà không có sức thuốc mà có thể quên nó được thì quên đi, không có gãi, không có quan tâm tới nó. Tại vì khi mà mình càng quan tâm tới nó, mình để ý tới nó thì nó lại càng ngứa nhiều hơn, mình sẽ gãi nhiều hơn thì càng chạy nhiều hơn, quên luôn. Còn đây, ở trong này nè, nó làm đổ nước nè, nó bưa cho cát gớt xuống đây nè, nước với cát trộn chung với nhau. Cũng hên là có cái khay này đỡ lại, mình chỉ cần đem cái khay này ra ngoài rửa. Mà nếu không có cái khay này thì phải lau nguyên cái nhà. Đó, nuôi nhiều mèo nó vui thiệt, dễ thương, xả chết thiệt, nhưng mà bù lại rất là cực, càng nhiều mèo càng cực nha. Mà chưa tính là những cái tiền mà mua cát rồi cho ăn này nọ nữa. Mà cái đó là thôi, tùy vào điều kiện của mỗi người. Con mèo á, nhiều con nó cũng không có kén đâu, mình tập cho nó ăn quen thì nó sẽ ăn quen với mình. Còn nhiều khi mình cho nó ăn sang thì nó sẽ ăn sang luôn, nó là do mình thôi. Chưa xong đâu, ở ngoài này nè, cho tụi nó ăn cơm uống nước. Nhiều khi ba mẹ con nó chạy giỡn với nhau, cơm đổ, nước đổ, gỡ dưới này hốt một đống phân mèo luôn nè. Mà sau này á, nếu có làm lại cái chuồng cho mấy đứa này, ở dưới này tôi sẽ không có lót gạch đâu. Lót gạch vô cái nó bươi cát, cát gớt xuống gạch, dọn rất là cực, nó động lại. Sau này á, ở dưới này á, sẽ làm cái lỗ lỗ giống như cái chuồng trong bệnh khế vậy đó, có cái khay ở dưới. Nó cái này lót gạch nè, lót gạch có nhiều khi dọn là phải chui vô quét, quét nó mệt lắm. Đó, ba mẹ con nó ôm nhau giỡn, nó giỡn nó cơm đổ đấy không. Đây là những cái cảnh mà tôi quay mà khi chưa dọn dẹp đó. Những cái video mọi người coi là tôi phải dọn dẹp hết trơn rồi tôi mới quay đó. Đây là những cái cảnh mà thực tế nhất mà khi mà nuôi mèo nha. Nhắm mà dọn dẹp nổi, chịu nổi thì hãy nuôi nhiều mèo, còn không thì nuôi ít thôi, nuôi ít đỡ cực nha.
Con đốm này nó ít báo tôi nha mọi người. Nó đi vệ sinh hay làm gì nó ra đường không à. Cái thau cát để riêng cho nó vẫn còn yên nguyên luôn. Lâu lâu nó tiểu thôi chứ nó không đi vệ sinh luôn nha. Đốm này nó ít báo tôi lắm nè. Nhiều khi nó gán đi vệ sinh buổi sáng thôi, chứ khi mà nó bước vô nhà rồi là không đi. Nhưng mà bù lại cơm nè, đồ ăn để cho nó, tới tối nó rửa con này con kia đánh đổ, rồi mình vẫn phải quét dọn tiếp tục thôi. Đó, qua đây cho mọi người coi, người nào muốn nuôi nhiều mèo giống tôi mà nuôi chất lượng. Còn bạn có thể nuôi nhiều hơn vẫn được nha. Nhiều hơn thì bạn quản lý không được. Còn cái này tôi nuôi vừa đủ cái tầm kiểm soát, tầm quản lý của tôi. Nhiều đây là đủ mệt, đủ đuối luôn đó. Nhiều khi bạn sẽ nghĩ là mình mướn người, nhưng mà mướn nhầm cái người nào con mèo nó thấy nó sợ, nó hoảng là nó sẽ bỏ ăn nha. Và chưa kể con mèo nó thấy người lạ, nó nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia, đổ cơm, đổ nước, còn khóa ác hơn nữa. Rồi còn chỗ này, mỗi khi có đứa nào bị ăn hiếp hay là nó nằm ở trong đó không yên thì tôi sẽ đem ra đây ngủ chung với tôi. Nó phải dọn cái thau cát này là cuối cùng nè. Nãy giờ chỉ nói cái vấn đề dọn dẹp thôi, chưa nói cái vấn đề trộn cơm cho mèo ăn và cắt móng tay, móng chân và chăm sóc mèo nữa nha. Chưa kể tới chuyện tôi phải làm công chuyện cá nhân của tôi nè, dọn dẹp nhà của tôi á. Hồi nãy giờ chỉ là dọn dẹp cho mèo mỗi ngày thôi đó nha. Là mọi người thấy tôi mất bao nhiêu thời gian. Nhiều khi bình luận, comment, tin nhắn là tôi không có đọc nổi luôn. Phải chứ tôi nuôi chỉ có 2-3 con mèo thì mình có thể làm idol nha, trả lời tin nhắn cho từng người, rồi có thời gian rảnh rỗi nằm họp fan, ớt fan đồ. Còn ở nhà tôi, hồi nãy giờ chỉ là mèo thôi, chưa tính chó nha mọi người. Nhiều khi ở nhà làm công chuyện hoài nó cũng bị stress ha. Rủ bạn bè đi ăn, đi uống, đi cà phê là trước khi đi phải dọn dẹp hết mấy cái đống này, để sẵn đồ ăn cho tụi nó ăn. Là phải mất 1 tiếng mấy đồng hồ mới có thể bước ra khỏi nhà mà đi cà phê xả chết được đó. Mà đi cà phê đi chơi là không có được ngồi lâu giống như người ta đâu. 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi là lâu nhất, phải về nhà. Rồi cỡ này thêm cái công việc là quay video mỗi ngày nữa, up video hàng ngày luôn. Nhiều khi ban ngày tôi không có thời gian, tôi phải thức khuya để tôi quay luôn á mọi người. Nhưng mà quay cái này được nhiều người xem, mình rất là thích, do đó mình cố gắng mình quay. Có nhiều comment, bình luận, nhắn tin riêng luôn, rất là nhiều. Thiệt sự là tôi trả lời không nổi luôn á.